Mạnh Cường trân trọng kính chào quý khán giả. Kính thưa quý khán giả, sau hơn 37 năm, số người tị nạn Việt Nam tại đất nước Hoa Kỳ muốn một ngày càng dấn thân vào dòng chính của đất nước này nhiều hơn. Và nhân sự việc ấy, thì ngày hôm nay, Nhật Báo Người Việt cùng với Sài Gòn TV phối hợp để bàn về vấn đề bầu cử sắp đến trong mấy ngày nữa thôi. Và ngày hôm nay chúng tôi hân hạnh giới thiệu với quý vị tổng thư ký của Nhật Báo Người Việt đó là anh Đỗ Dũng. Xin chào anh Dũng. Chào anh Nguyễn Mạnh Cường, chào khán giả của Sài Gòn TV Vâng, uh, thưa với anh Dũng thì uh, cái, uh, chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày bầu cử Mà đây gọi là một tổng tuyển cử vâng. Vì bầu cả tổng thống từ trên cho xuống dưới luôn Thì cái vấn đề bầu cử tại địa phương này thì có gì lạ không anh? Đặc biệt là cái vùng California Vâng, uh, vùng Nam California này thì chúng ta cũng biết là cái nơi mà có nhiều người Việt sinh sống nhất ở hải ngoại Riêng tại Orange County không nó có khoảng 150.000 đến 180.000 người Việt Nam cư ngụ thì cuộc bầu cử năm nay đã ở các cái chức vụ cao đó, ví dụ như liên bang và tiểu bang đó, thì người Việt Nam không có bởi vì trong các bầu cử sơ bộ một số người Việt Nam đã ứng cử thì đã bị thua rồi không còn nữa. Bây giờ trong cái tổng tuyển cử kỳ này chỉ có những cái chức vụ mang tính cách địa phương, ví dụ như các cái học khu giáo dục, những cái đặc khu về thủy cục hoặc là những hội đồng thành phố thì năm nay tổng cộng ở Orange County này không nó có 12 ứng cử viên gốc Việt ra tranh cử thì trong đó đó là có hai người tranh cử thị trưởng Westminster ba à, người tranh cử hội đồng thành phố Westminster, ba người tranh cử hội đồng thành phố Ganro, một người tranh cử học khu Ganro, một người tranh cử à, học khu Irvine, một người tranh cử ở gọi là đặc khu thủy cục à, địa hạt số 3 của County tổng cộng là 12 người. À, đó là cái mà đặc biệt của năm nay thưa anh cường. Vâng, à, thưa Vinh Dũng là cường thấy sau nhiều lần à, các cuộc bầu cử trong vòng hình như là mười mấy năm trở lại đây thì Cường thấy có một vài ứng cử viên lần nào cũng ra tranh cử hết mặc dù họ không bao giờ đắc cử. Anh nghĩ sao về vấn đề này? À, nó có nhiều lý do, có thể một cái lý do mà thường thấy đó là chúng ta thấy đó là những người mà người ta chuẩn bị cho những bước tiếp theo. Bởi vì lần đầu ra mà ứng cử ít có ai đắc cử lắm bởi vì chưa ai biết họ cả. Cho nên nếu mà họ có dự định tương lai là họ ra đó nữa đó thì họ sẽ phải cứ đã ứng cử hoài để người ta biết cái tên của họ và dần dần đó người sẽ có một ngày nào đó người ta sẽ đắc cử. Tôi nói ví dụ như tiến sĩ Phạm Kim Long trước đây quý vị cũng biết là ông cũng ra ứng cử rất nhiều lần và cuối cùng ông đã đắc cử hội đồng giáo dục học ở Orange County cách đây cái là 4 năm và bây giờ thì ông không làm nữa chứ đó là một cái trường hợp. Trường hợp thứ hai cũng có thể xảy ra. Nhưng mà chúng ta không biết nhưng mà nhiều khi vì chiến thuật à ví dụ như có một cái người uh, họ ra ứng cử ở một cái cuộc tranh cử nào đó nhưng mà đối thủ của họ có thể là nguy hiểm có thể thắng phiếu của họ thì có thể họ nhờ một ứng cử nào đó ra để lấy một số phiếu của ứng cử bên, ứng, ứng cử bên, bên kia và điều đó có xảy ra chứ phải không? Vâng. Tất nhiên khi anh hỏi thì không ai người ta nhận cả bởi vì nói như vậy có nghĩa là anh mang tội, anh bị tội. Nhưng mà chuyện đó nó có trong chính trị dân. Vâng. Họ có vẫn thể xảy ra như thường. Vâng, vâng. Là vì đưa một cái người nào khác vô danh tiểu tốt ra để mà là lấy phiếu, lấy phiếu đi. Vô danh tiểu tốt thì không hẳn vô danh tiểu tốt, người đó không không nổi tiếng lắm nhưng mà cũng khá được nhiều người biết, hoặc là trong cái cuộc bầu cử mà nó sát nút, ví dụ chỉ hơn nhau vài trăm lá phiếu mà bây giờ có một ứng cử viên thứ ba ra lấy độ chừng hai, ba 300 phiếu đó. Là anh kẹt rồi là, là nó gây bột. cái vâng, sự sự vâng. nghĩa là 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 coi như là thiếu hụt vâng. và nó đổi cái cái chiều của cái cái cái, cái trò chơi liền thấy không vâng. đang cái ông A đang lẽ thắng ông B thua tự nhiên một cái ông C ra lấy của ông A đổi chừng vài trăm phiếu thôi là tự nhiên ông B thắng là bởi vâng. cái phiếu của ông A bị ông C chia mất đó là chuyện có thể xảy vâng. ra và vâng. và trong cái cuộc đua lần này thì có cái điểm nào đáng chú ý không thưa anh chắc chắn rồi thưa quý vị như nãy chúng tôi nói đó là có ba cái thành phố Ồ ờ, nãy tôi quên nói là có ứng cử viên duy Nguyễn đó cũng đã ừ. ứng cử nghị viên thành phố phan Valley thì thực sự mà nói thì trong ba cái thành phố mà ra ứng cử đó và các học khu như tôi nói vừa rồi 12 người đó trên lý thuyết thì ai cũng có khả năng thắng cử nhưng mà thật sự người ta chú ý kỳ này nhiều nhất là vẫn là Westminster vâng. bởi vì Westminster kỳ này thì có hai người Việt Nam ra ứng cử chức thị trưởng và trong ngoài hai người Việt Nam này ra có ba người nữa không phải là Việt Nam trong đó có bà Penny Lumer, ông à, El Hamadi và bà Tamara Pennington. Vậy. còn hai người còn lại là ông Tạ Đức Chí và ông Hà Mạch. thì ông Tạ Đức Chí hiện nay đang là phó thị trưởng của Westminster. đó là những cái điều mà lịch sử và người ta trông đợi. và nếu kỳ này trên nguyên tắc đó là ba người kia có thể chia phiếu chia phiếu thành ra hai người Việt Nam còn lại là có khả năng thắng. và nếu kỳ này hoặc ông Hà Mạch hoặc ông Tạ Đức Chí mà thắng đó thì nó sẽ là cái điều lịch sử của cộng đồng Việt Nam bởi vì đây sẽ là lần đầu tiên cộng đồng Việt Nam có một thị trưởng thành phố gốc Việt mà do dân trực tiếp bầu lên. Tôi nói do dân trực tiếp bầu lên là bởi vì trước đây Việt Nam đã có thị trưởng Việt Nam rồi, nhưng mà không phải do dân trực tiếp, kỳ này do dân trực tiếp bầu lên thành ra cái cuộc đua ở Westminster người ta chú ý. Cái thứ hai nữa là ở Westminster chỉ có hai ghế trống trong hội đồng thành phố mà tới ba người Việt Nam cùng với khoảng 4 5 người khác nó ra tranh cử. Trong đó thì có một người đương nhiệm là nghị viên Lợi Diệp còn ngoài ra những người kia không phải đương nhiệm. Thành ra cũng có khả năng người Việt Nam chiếm được một cái ghế đó. Thì tôi nghĩ Westminster là người ta chú ý nhiều bởi vì Việt Nam ở trong đó cũng đông. Bên Ganro thì có hai ghế trống nhưng có hai nghị viên đương nhiệm cũng ra và ba người Việt Nam ra thì về mặt lý thuyết ba người Việt Nam này hơi khó thắng chút xíu nhưng mà như tôi nói chuyện gì cũng có thể xảy ra và biết đâu có thể có thêm một người Việt Nam vào hội đồng thành phố Westminster à Ganro là vâng. chúng ta sẽ có hai nghị viên bởi vì hiện tại chúng ta đang có luật sư An Nguyễn cũng là một nghị viên ở đó. Vâng. À, trở về với thành phố westminster thì theo ý của anh dũng nghĩ là bây giờ với một cái uh, dân số của người việt nam ở đây khá đông vâng. thì anh nghĩ thì cái chức thị trường của người việt nam nó đương nhiên nó sẽ có không thưa anh mình không thể nói đương nhiên được mình tức Bởi là mình... người việt nam mình phải bầu lên thôi cái đó, đó cũng là không nhất thiết nhìn. đó là mình cái lời mình kêu gọi và người ta kêu gọi và thường người ta hiểu ngầm là như vậy bởi vì trong bầu cử đó cái yếu tố chủng tộc nó vẫn là yếu tố quan trọng nhất mặc dù không ai nói là mình kỳ thị chủng tộc hết nhưng mà đại đa số từ xưa tới giờ tất cả các cuộc bầu cử mà người ta nghiên cứu đó nó đều đi đến vấn đề chủng tộc bởi vì chỉ có chủng tộc này bầu chủng tộc cái thường là người ta người ta nghĩ ví dụ tôi đi bầu tôi nghĩ là anh cường cũng họ nguyễn cũng là người việt nam thì chắc là tôi thông cảm hơn vâng. đó là cái mà người ta suy nghĩ ưu ái nhiều hơn, hơn. Ái nhiều hơn. Vâng. nhưng thực ra ngày nay nó cũng có những cái thay đổi nó bởi vì có một số người khác đó, người ta nghĩ không hẳn người Việt Nam phải bầu cho người Việt Nam, bởi vì vâng. nếu người Việt Nam bầu lên mà người Việt Nam nó không làm được việc cho người Việt Nam thì tại sao phải bầu cho người Việt Nam? Có vâng. thể người ta bầu cho người khác, chuyện đó mình không thể biết được. Thành ra câu trả lời đó là cũng khó biết anh. Vâng. Thường đó thì là cùng chủng tộc họ bầu cho nhau, nhưng tuy nhiên cũng có trường hợp khác chủng tộc họ vẫn bầu. Đó. Ví dụ như nước Mỹ, có ai nghĩ là có tổng thống gốc Châu Phi? Đó vâng. là một trường hợp. Đó là cũng là cái điều cần muốn nêu lên là thưa thưa với anh Dũng là đôi khi cái dân bản xứ ở đây đó. Vâng. Họ vẫn trọng nhân tài. Vâng. Mặc dù người đó là thuộc màu da gì. Đúng vậy. Và họ vẫn bầu lên như thường, đúng vâng. không anh? Đúng. Và ngược lại người Việt Nam cũng có một số người nghĩ như vậy luôn. Vâng. À, bây giờ mình bước qua những cái dự luật thì thường thường những cái cuộc bầu cử mới là thường thường hay có những cái dự luật mới thì vâng. theo anh nghĩ thì những cái, cái, cái uh, dự luật nào đáng chú ý nhất trong năm nay? Trong năm nay ở California có tổng cộng 11 cái dự luật. Vâng. Ở tại Orange County thì có nhiều dự luật khác nhau của các thành phố hoặc các địa hạt. Riêng ở Orange County thì cái dự luật Measure M của cái gọi là Coast Community College District Nó bao gồm ba cái trường đại học cộng đồng là Golden West, Orange Coast và Coastline Thì họ kêu gọi là cho họ nếu mà thông qua đó họ sẽ mua cái gọi là công trái trị giá tới khoảng hơn 600 triệu đô la trong 10 năm Để họ có tiền họ mua gọi là thiết bị trường học để học Thì cái đó nó là một cái dự luật quan trọng bởi vì nếu mà nó được thông qua đó thì mỗi người sẽ bị đóng thuế nhà lên Ví dụ một cái nhà của anh trị giá 100 Ví dụ 400 ngàn đi thì cứ vâng. mỗi 100 ngàn như vậy đó Anh bị đóng thuế thêm 108 đô la mỗi năm vâng. Đó Cái bên chống, bên bênh thì nói là nên thông qua dự luật này Để có tiền cho đại học Bên chống thì bảo không, chúng tôi đã từng cho quý vị mua công trái hơn 300 triệu đô la cách đây mấy năm bây giờ quý vị chưa trả hết quý vị lại đòi mua công trái khác mà tự nhiên nhà tôi bị tăng cái tăng cái cái thuế lên như vậy. Đó là bên chống thì tùy mọi người quyết định. Tức là người nào cho rằng cái giáo dục nó quan trọng họ sẽ bầu rét còn người nào cho rằng không tôi không đồng ý chuyện đóng thuế thì người ta sẽ, sẽ bầu nồ. Còn 11 cái dự luật của tiểu bang California thì nó nhiều cái gây tranh cãi lắm mà gây tranh cãi nhất là cái dự luật 30 và 38. Cái 30 và 38 là 30 thì đóng thuế của người giàu thôi chứ không đóng thuế người nghèo 38 đóng thuế tất cả mọi người để làm sao có được trong vòng 10 năm để có được 6.6 tỷ đô la để bù cho ngân sách giáo dục bởi vì nếu ngày 6 tháng 11 này cái dự luật 30 mà không được thông qua hoặc 38 không được thông qua đó thì tự động tới ngày 1 tây tháng giêng năm 2013 ngân sách tiểu bang nó sẽ cắt 6.6 tỷ đô la và nó ảnh hưởng vào giáo dục rất nhiều thì cái này cũng cái bên chống đó thì họ không đồng ý họ bảo là tiền chi giáo dục nhiều quá mà các giáo viên các trường học làm ăn là không có ra gì cả con cái học cũng chưa chắc giỏi còn những người mà họ họ quan tâm họ bảo là nên thông qua cái dự luật này để có cái thuế để giáo dục không bị cắt đó vâng. thành ra cái ngày 6 tháng 11 này cái hai cái dự luật đó cũng, cũng gây tranh cãi rất là nhiều vâng à, riêng đối với người Việt Nam các cử tri Việt Nam thì anh Dũng cũng đã biết là dân tộc Việt Nam chúng ta rất là hàm học nên cái cái vấn đề mà các dự luật về giáo dục thì Việt Nam chúng ta để ý rất kỹ vâng thưa anh À, bây giờ mình bước qua cái bầu cử quốc hội tiểu bang thì anh thấy có cái điều điểm gì đáng nổi bật nhất trong năm nay thôi anh quốc hội tiểu bang california thì năm nay có cái buồn là không có người việt nam đã ứng cử cả <cười> <cười> ra ứng cử ngay từ ừ. hồi uh, sơ bộ thì uh, bầu cử sơ bộ thì bị thua hết thành Đúng ra rồi. sẽ không có người Việt Nam nào vào trong Quốc hội California. Đúng Quốc rồi. hội California quý cũng biết là có 40 thượng nghị sĩ và 80 dân biểu thì trước cái giờ vẫn là Đảng Dân chủ nắm vào ngày kỳ này. Người ta cũng nghĩ là Đảng Dân chủ tiếp tục nắm. Tuy nhiên nó có cái điều quan trọng kỳ này là cái địa hạt 67 bao gồm vùng Rio Sài Gòn là cái địa hạt mới vẽ thì kỳ này đó hai ứng cử viên lại là hai người Đảng Cộng hòa mà là hai người Mỹ trắng. Đúng không rồi. có Việt Nam, không Hispanic và bây giờ hai người này đang ngang ngửa với nhau. Đó là ông Travis Ellen và ông Troy Edgar. Đúng đúng đúng. Đúng. Ông Troy Edgar thì hiện nay đang là thị trưởng cái thành phố nhỏ Los Alamitos ở trên phía bắc Orange County, một thành phố độ 8.000 người thôi. Còn David L là người gốc ở, ở thành phố Huntington Beach là một tay một người làm về tài tránh. Thì hai ngàn người, người này đang ngang ngửa và mình có thể mình phỏng đoán là Mỹ trắng sẽ bầu đều cho hai người này. Bởi hai người đều cộng hòa đều Mỹ trắng. Tuy nhiên bây giờ hai người đang nhắm vào Lý Đô Sài Gòn, nhắm vào cái khối cử tri gốc Việt. Anh nào một trong hai anh này mà chiếm được cái cử tri gốc Việt anh đó sẽ thắng vào cái vâng. cái ngày 6 tháng 11 này và người đó sẽ đại diện cho vùng lý Đô Sài Gòn. Thành đang đáng chú ý đối với người Việt Nam là chỉ có cuộc đua này thôi. Vâng. À, đó là anh nói về tiểu bang này còn vâng. các các tiểu bang khác thì có người cử tri gốc Việt nào không thưa anh? À, có là một ứng cử viên gốc Việt vâng. Nào hay không? Vâng, theo tôi được biết bên Texas thì này ngoài dân biểu Hubert Võ ở cái địa hạt 114 ở vùng Houston thì ông sẽ ra tái ứng cử, ông là vâng. người Đảng dân chủ và most likely chắc là ông sẽ thắng. Vâng. Bởi vì ông đã thắng ba bốn kỳ rồi. Thì bên uh, Texas thì họ không có tâm limit là không có giới hạn nhiệm kỳ. Chứ bên bên California thì có giới hạn nhiệm kỳ thành ra dân biểu Trần Thái Văn không có làm dân biểu thủ bang nữa. Ngoài dân biểu hoạt uh, võ đặc kỳ này có một phụ nữ Việt Nam, cô đó tên là Vi Nguyễn. Wow. Năm nay mới có 34 tuổi thôi, cô đã wow. ứng cử địa hạt 26 của tiểu bang Texas. Và cái địa hạt này nó nằm cũng trong vùng thành phố bên ngoài Houston xíu nó nằm ở cái vùng Sugarland vâng. cũng có nhiều người Việt Nam sinh sống. Vâng. Và nếu kỳ này cô Vi Nguyễn mà thắng đó, thì cô Vi Nguyễn sẽ là phụ nữ gốc Việt đầu tiên ở nước Mỹ vào à, thắng cử ở à, gọi là quốc hội tiểu bang ở nước vâng. Mỹ tức là cô sẽ trở thành dân biểu của tiểu bang Texas nếu mà cô thắng cái này. Cho vâng. nó cũng là một cái lịch sử. Và hy vọng ra. cô ta sẽ đắc cử để Thì hy vọng. vẻ vang cho dân Việt. Hy vọng là như vậy, Đúng. Không nghĩ dân biểu cho phụ nữ Việt nữa. Vâng. đó. Và thưa với anh Dũng là bây giờ chúng ta bước qua cái phần bầu cử liên bang và bây giờ cái vấn đề chính yếu nhất là bây giờ người ta bàn cãi nhiều nhất đó là bầu một vị tổng thống mới cho nhiệm kỳ tới đây. Thì thưa với anh là anh nghĩ sao về vấn đề này? Ôi, cái này nó nhiều chuyện để nói. <laughs> có thể nói là cái bầu cử năm nay nó là cái bầu cử mà nhiều người cho rằng quan trọng nhất từ trước tới giờ. Bởi vì chúng ta cũng biết là cách đây 4 năm nước Mỹ lần đầu tiên bầu một tổng thống người da màu. Nó đã là lịch sử rồi. Và kỳ này trong cái 4 năm vừa rồi, ông Obama tất nhiên có nhiều chuyện ông làm được và cũng không được. Nhưng mà cái mà gây tranh cãi nhất đó là cái luật. Mà cải tổ bảo hiểm y tế Và nó sẽ được hiệu lực vào ngày Năm 2014 Vậy. Mà thường người ta gọi là Obama care đó, đó Thì bây giờ cái đó nó là cái Mà gây tranh cãi nhất Cho nên cái cuộc bầu cử khi này nó quan trọng cái chỗ Nếu ông Obama mà ông được tái đắc cử Thì cái chương trình đó sẽ được thực hiện Và nó ảnh hưởng tới bao nhiêu thế hệ Sau này mình chưa nói là tốt xấu mình chưa nói tới Vậy. Nhưng mà rõ ràng nó ảnh hưởng cả tất cả người dân Mỹ Và nếu ông Ông Mitt Romney mà thắng cử thì ông Mitt Romney ông thề là ông sẽ bỏ cái dự luật này. Mình chưa biết ông có bỏ được hay không, mình chưa biết nhưng mà đó là cái lời ông nói và nếu ông giữ cái lời hứa đó và ông cố gắng làm thì sẽ bỏ cái Obamacare thì nó cũng sẽ ảnh hưởng những người khác nhiều thế hệ nữa. Bởi vì chúng ta cũng biết là nước Mỹ đã hơn 200 năm nhưng mà lại không có cái bảo hiểm y tế cho toàn dân. Nó khác với các nước châu Âu hay là ngay Canada kế bên mình đây nó chưa có. Thành ra cái cuộc bầu cử khi này nó rất quan trọng, không cần biết quý vị bầu cho bên nào mà lá phiếu của quý vị chắc chắn nó sẽ ảnh hưởng quý vị ít nhất là từ sau năm 2013 trở đi và đặc biệt là năm 2014, không những cho quý vị mà cho con cái quý vị ở đây xin nhắc lại là mình không nói tốt hay xấu đây nhưng mà ảnh hưởng either way cho cả một thế hệ sau này, đó là cái điều quan trọng. Vâng. Cái bầu cử này nó chú ý người ta là như vậy. Vâng. Và theo ý của anh Dũng thì anh nghĩ ai sẽ là người đắc cử vào tòa bạch ốc trong kỳ uh, năm tới? Cho đến giờ phút này thì tất cả những cái thăm dò dư luận anh ngang ngửa hết. Cả ừ. hai ông Barack Obama và ông Mitt Romney thành ra nói mà đoán cái này đó, nếu mà đoán trúng được mà việc tôi đoán đó, thì nó chẳng khác nào tôi biết trước tôi ra tôi mua sổ số, số tôi trúng số. <cười> hay hay <cười> là ra, một nhà tiên tri. Đó, đó thành ra câu trả lời của tôi là không biết vâng. nó sẽ xảy ra như thế nào và nhiều khả năng nó có thể xảy ra là đến phút chót giống như năm 2000 giữa ông El Gore và ông George W. Bush khi chúng ta nhớ vào năm 2000 đó là qua một cái đêm bầu cử người ta vẫn chưa biết kết quả hai ông thắng như thế nào vâng. phải đợi vài ngày sau đếm phiếu ở Miami rồi đếm cũng không xong cuối cùng phải đưa lên tối cao pháp viện và chỉ có 9 người ở tối cao pháp viện quyết định cái vận mệnh của năm 2000 là năm người bỏ và thuận và bốn người bỏ trống là thuận là ngưng cái cuộc đếm phiếu ở Miami lúc đó ông George W Bush mới thành tổng thống thành ra có thể năm nay nó xảy ra cái trường hợp đó chúng ta không thể biết được bởi vì nó càng hai cuộc bầu cử nó sát nút quá hai bên sát nút không ai đoán được hết thế ra câu trả lời là rất khó anh vâng. uh, ngày hôm qua cường có một cái bản tin nói về có một ông giáo sư ở trường đại học cao state fullerton vâng. ông chế ra một cái một cái máy một cái một cái ống uh, thu thập nhiều dữ kiện vâng. và cái máy đó nó tiên đoán là trong năm tới này thì ông obama sẽ tái đắc cử vâng. anh nghĩ cái đó có nên tin hay không uh, có và không <laughs> nếu mà theo cái dự đoán của ông mà về ông dựa trên toán học thưa quý vị ông này là một giáo sư về engineering ông dựa trên toán học và ông ông dựa trên cái thống kê bầu cử trong 10 năm qua và ông dự đoán là ông Obama sẽ lấy được khoảng 281 phiếu cử tri đoàn bởi vì chỉ cần 270 phiếu là thắng cử nhưng mà ông dự đoán là ông Obama sẽ lấy được 281 tất nhiên cái này chỉ dựa trên toán học và những con số mà thôi và ông dự đoán là ông Mitt Romney chỉ được có 180 mấy thôi. Đó là ông nói vậy và ông nói rằng nếu mà ông đoán đúng cái này á thì sau mùa bầu cử ông sẽ coi như xuất bản cái bài nghiên cứu của ông chứ giờ ông chưa xuất bản. Đó. Mình không thể biết được bởi vì nếu mà đó là mình nói theo có nếu mình tin vào toán học. Tuy nhiên bầu cử đó là con người chứ không phải toán học con người có thể ngày hôm nay anh cường nghĩ là bầu trong a nhưng mà tới ngày mai <laughs> ngày gần mai tới ngày bầu cử ông, ông lại đổi ấy. đó à. hoặc là anh lại không đi bầu nữa vâng. nó có nhiều cái yếu tố để mà xảy ra cho đến phút chót thành ra cũng khó đoán được và cái kết quả của ông này có thể là sai bởi vì nó có thể xảy ra cái chuyện như thế này ông romney thắng cuộc bầu cử như thế này và ông obama thua cũng có thể xảy ra cái chuyện ông romney thua mà ông obama thắng và trường hợp thứ ba có thể xảy ra nữa ông romney thắng cái phiếu popular vote là phổ thông. Được. Tức là ví dụ 10 triệu người ừ. đi bầu thì có 5 triệu người cộng một bầu cho ông, ông Romney. Nhưng ông, ông Obama lại thắng cái phiếu cử tri đoàn nếu ông đạt ừ. được 270 phiếu. Và điều này đã xảy ra năm 2000 giữa ông Gore và George Bush Và chúng ta nên nhớ rằng bầu cử Mỹ là chúng ta bầu theo cử tri đoàn chứ không phải theo lá phiếu phổ thông. Lá phiếu phổ thông của anh nó không có giá trị nếu cái tiểu bang đó mà đa số bầu cho ông dân chủ thì là ông dân chủ lấy hết tất cả những cái đó phiếu của anh bị vô giá trị Vậy. thành ra trở lại cái câu hỏi của anh cường mà hỏi về cái ông giáo sư cao proton đó cái đó làm cho người ta ngạc nhiên và người ta suy nghĩ nhưng mà nói tin một cách 100% thì không tin bởi vì như tôi nhưng nói mà ông ta đã đoán đúng lần trước là ông Obama sẽ đắc cử dạ à, ông Obama đã đắc nhiều cử. người đoán trúng lắm vâng. anh à, thực ra mà nói trước cuộc bầu cử đó vâng. ví dụ như có 100 trăm người đoán mình cứ cho năm chục người trúng, năm chục người sai năm chục người sai thì im Imre năm triệu người chúng nó ô tôi đoán trúng đúng không tại <laughs> vì chúng ta khó biết lắm đoán là đoán chơi vậy thôi vâng bây giờ mình bước qua cái vấn đề mà bầu cử quốc hội thì anh nghĩ là đảng nào sẽ thắng thế trong lần tới thưa anh à, về ở hạ viện đó thì gần như có thể nói là đảng cộng hòa có thể sẽ tiếp tục chiếm quyền hạ viện bởi vì chúng ta cũng biết rằng là trong thời gian qua là Đảng Cộng Hòa qua cái ông chủ tịch Hạ viện, ông John Boehner, vâng. ông làm việc khá là tốt. À. ông cái là cái ông chỉ bị có một cái là ông bị cái nhóm Tea Party họ ảnh hưởng quá nhiều chứ ông đó là cái người mà có thể tạo ra một số cái thỏa thuận với ông Obama hoặc là ông Romney chúng ta chưa biết bởi ông này biết đi đánh góp cái hút thuốc đó, đại khái là ông biết ăn nhậu đó ở thượng viện thì đó là ở hạ viện tôi nói là là coi như đảng cộng hòa có khả năng vẫn giữ được cái cái đó ở thượng viện thì đảng dân chủ hiện nay đang kiểm soát nhưng mà cái số kỳ này đó 33 người nếu tôi nhớ là 33 người ra tái ứng cử đó thì hơn hai chục người là của đảng dân chủ rồi chỉ còn lại hơn 10 người của đảng cộng hòa này. thành ra trong hơn hai người này của đảng dân chủ có thể bị mất một số ghế thì cuối cùng người ta nghĩ đó đảng dân chủ cũng có thể sẽ tiếp tục kiểm soát thượng viện nhưng mà cái số đa số nó sẽ nhỏ đi chứ không phải như hiện nay hiện nay họ hơn khoảng ba bốn người nhưng mà có thể là 50-50 cuối cùng Vậy. thì nếu mà ông obama Tái đắc cử thì ông Joe Biden phó tổng thống sẽ là cái phiếu thứ 51 thì là đảng Dân Chủ sẽ vẫn tiếp tục kiểm soát thượng, uh, thượng viện. Right. Và lý do tại sao tôi nói vậy? Bởi vì cử tri Mỹ họ cũng lạ lắm. Họ không muốn một đảng kiểm soát cả cái viện đó. Mà right. nếu cái đảng nó kiểm soát cái viện uh, quốc hội cả hai viện luôn rồi thêm ông tổng thống mà giả dụ như cùng đảng đó thì... Nó có rất vâng. dễ bị tham nhũng vì người dân họ rất là công bằng dạ họ muốn là phe game, fair Đúng game và không họ muốn là có đối thủ ở trong đó hơn đảng kia. đó họ muốn có đối thủ ở trong vâng. đó thì họ có lợi hơn bị hai hai đảng sẽ phải tranh thủ với nhau để vâng. làm hài lòng cử tri vâng. nhưng mà mặt khác thì nó cũng lại sẽ tạo ra những khó khăn bởi vì khi vâng. mà hai đảng nếu mà hai thành phần mà nằm trong cái đảng đó mà họ bảo thủ với nhau quá họ sẽ không đi đến thỏa thuận nào cả vâng thì dân cũng chết luôn ví dụ như vấn đề thuế má hiện nay thế ông biết vào ngày 1 tháng giêng tới đây nếu từ giờ đến ngày đó mà quốc hội không làm gì cả nhất là hạ viện đó, thì tất cả chúng ta sẽ bị tăng thuế anh nhớ là tới ngày đó mỗi người sẽ bị tăng thuế bởi cái thuế hiện nay là do ông bút số ký hồi đó nó hết hạn tới 31 tháng 12 này hết hạn thì phải gia hạn nếu không gia hạn thì cái cái miễn thuế cái giảm thuế nó bị hết hạn thì tự động mọi người bị tăng thuế và một số chương trình chính phủ cũng bị cắt đó. thành ra khi hai đảng mà họ những cái cái người đó họ bảo thủ với nhau quá thì họ không thể ngồi chung họ không thể ăn ăn chung với nhau để mà thỏa thuận được thì người dân thiệt tức là họ mặc kệ đi tới nào đi thành ra nó có cái lợi mà có cái không lợi là như vậy Rồi. bây giờ đi ra ngoài lề một chút xíu vâng. thì bây giờ cường hỏi anh dũng một câu như thế này nếu trên cương vị của anh là tổng thư ký một một cái nhật báo nổi tiếng vâng. của cộng đồng người Việt ở đây thì anh nên có những cái lời khuyên nào cho cử tri để họ bầu cho những người nào họ thích hay không hay là theo ý của anh tôi thì luôn luôn kêu gọi mọi người việt nam mọi cử tri việt nam dù quý vị thuộc đảng nào dù quý vị bầu cho ai không biết quý vị phải đi bầu Được. phải đi bầu để cái số phiếu cái lá phiếu quý vị đó, nó không chỉ quan trọng quyết định cái đời sống của quý vị mà nó còn làm cho những vị dân cử ở đây người ta thấy người việt nam đi bầu và cái số phần trăm người việt nam mà đi bầu càng nhiều đó thì cái tiếng nói cộng đồng nó càng có giá trị và khi bất kỳ ứng cử viên nào muốn ứng cử ở tất cả các chức vụ nào mà nơi mà có cộng đồng Việt Nam thì họ phải để ý cộng đồng chúng ta. Right. Một cái điểm thứ hai nữa là hơi khó nhưng mà làm sao chúng ta có thể trở thành một khối. Tức là nếu bầu như nào làm sao bầu chỉ có một bên nó một người thì cái số phiếu của chúng ta đó nó mới thành cái số lớn. Tôi nói ví dụ có 10 người mà 10 người đều cùng bầu cho một ứng cử viên. Tôi không cần biết là Cộng hòa Dân Chủ giả sử anh bầu hết cho Cộng hòa đi. Thì phải 10 người nó bầu hết cho Cộng hòa thì cái số 10 cái lá phiếu đó nó mới quan trọng bởi nó số lớn. Còn bây giờ 5 người bầu Cộng hòa, 5 người bầu Dân Chủ thì cái số phiếu của chúng ta dù có một triệu phiếu nữa nó cancel vâng. nó không có giá trị bởi vì hai bên đều được tăng cả nhưng mà cái đó là cái khó vâng nhưng mà cái cái điều quan trọng là tất cả nên đi bầu vâng ý anh muốn nói là để chúng ta có tên tuổi trong giang hồ và vâng. đúng không đúng thế tôi cho người cái ví dụ như vâng. cộng đồng Cuba ở bên Florida họ chỉ có khoảng một triệu người thôi nhưng mà họ bầu gần như là thống nhất họ bầu cho bên nào là bên nó họ bầu cùng một bên chứ họ không có chia rẽ ra vâng. cho nên tiểu bang Florida luôn luôn là tiểu bang mà các ứng cử viên tổng thống họ ngó tới bởi vì ở Florida vô tình làm sao mà bên dân chủ và cộng hòa nó đều ngang nhau thì cái anh mà một triệu cử tri đó của của Cuba nó lại thành cái swing vote nó rất quan trọng vâng. à, bây giờ có một câu hỏi nữa à, trước khi chúng ta chia tay với quý khán giả của Sài Gòn TV ừ. thì thưa với anh là có một à, cái tin là một cá nhân đứng Đúng ra rồi. có quyền đại diện cho một đoàn thể nào để mà ủng hộ cho một ứng cử viên nào đó thưa anh? Nó tùy theo cái hội đoàn đó, cái hội đoàn đó có phải là non profit hay không? Vâng. Nếu mà non profit mà cái hội đoàn nó có giấy thì thường thường non profit tức là bất vụ lợi về nguyên tắc đó khi mà anh xin giấy đó thì là anh anh phải là phi chính trị, vâng. anh không được dùng cái hội đoàn đó của anh để mà dính vào chính trị bởi vì nếu anh làm như vậy đó là coi như anh sai cái luật của cái hội đó. Vâng. Nó tùy theo cái hội, nếu cái hội đó họ không cấm Họ không nói gì cả thì anh có thể anh endorse ai cũng được ủng hộ ai cũng được hết anh. Vâng, à, một lần nữa cảm ơn anh Đỗ Dũng đã bỏ thời giờ đến đây để chúng ta cùng hội luận và giúp cho quý khán giả hiểu rõ hơn về vấn đề bầu cử tại Hoa Kỳ như thế nào à, và hy vọng là trong vài ngày nữa thì anh Đỗ Dũng sẽ có những buổi tường trình thật là xuất sắc để mang đến cho quý khán giả những cái tin tức và những người nào ai thắng cử và ai không được đắc cử. Được. Vâng. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi câu chuyện với chúng tôi và xin mời anh Đỗ Dũng gửi lời chào đến quý vị. Vâng, khán giả. xin cảm ơn anh Thường và cảm ơn Đài Sài Gòn TV và cảm ơn khán giả đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã theo dõi và chúng tôi xin hẹn gặp lại vào chương trình lần tới. Nhật báo người Việt cung cấp cho bạn tin tức về thế giới xung quanh. Phóng viên và thông tin viên người Việt khắp mọi nơi mang đến cho bạn tin tức mới nhất, chính xác nhất và cần thiết nhất tòa soạn người Việt, nơi quy tụ đội ngũ phóng viên đông đảo, yêu nghề theo sát tin tức, thu gọn thế giới và trao đến độc giả mỗi buổi sáng. Nhật báo người Việt và người Việt online là chiếc cầu nối giữa độc giả và giới doanh nghiệp, số phát hành lớn nhất, quảng cáo hữu hiệu nhất, giao vật phong phú nhất. Người Việt nhu cầu tinh thần không thể thiếu. Mọi liên lạc xin gọi 714 892 9414 892 9414